các bạn. Thì có một số bạn hỏi mình cuộc sống ở Hàn Quốc như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm một vòng của chương trình nhé. Chào các bạn, và bây giờ mình ra mấy ngày cùng mình đã tới lớp học rồi. Đây là lớp học của Hàn Quốc. Và cuối cùng mình sẽ tới được cái đó. Mình nhau nghe xem. Đây là cô giáo của tụi mình. 선생님 안녕이라고 해주세요. 안녕. Đây là mấy bạn của lớp mình. It's been a long day without you. Oh, nơi dẹp cực kỳ. Oh, dẹp cực kỳ. Bây giờ, Tâm xin lắm. Ngoan là wow. Đi hả chị? Và đây là cô giáo thứ hai của mình. Chào chào. 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 Dạ dạ dạ. Và bây giờ sau khi mình kết thúc tiết học, mình sẽ đi về ký túc xá ăn cơm. Người đừng nói tiếng Hàn, tiếng Việt ở đây người ta tưởng cô đang ở trường Việt Nam đúng không? Đừng nói tiếng Anh nho. À, Philippines. À, xin lỗi, đây là Philippines. Để chị đừng xa các bạn. Các bạn, bây giờ mình đang học xong rồi, mình đang đi về ký túc xá. Ký túc xá lên TV 5 giây rồi. Đây là ký túc xá của tụi mình. Mỗi ngày lên nhóc thế này. Thì theo như các bạn cũng biết là Hàn Quốc có rất nhiều núi. Nhưng mình cũng làm đi núi như vậy. Còn cái vấn đề là mỗi khi các bạn đi học, các bạn phải là leo núi chào máu học đó. Và hiện tại mình đang ở phía xa của trường.
Thì khi các bạn tới học ở Hàn Quốc thì các bạn sẽ ăn cơm ở nhà ăn, còn không thì các bạn ra mua, thì các bạn ăn ở ngoài cũng được. Sau đây mình sẽ quay cho các bạn xem phần ăn ở nhà. Thì theo mình thấy phần ăn ở nhà ăn nó rất là dở. Đây là có gà. Đây là có món gì đó mình cũng chẳng biết nữa. Các bạn có thể ăn gọi là kim chi và cái gì đây, cái này là cái gì ta không biết. Thì khi ăn ở nhà ăn thì các bạn có thể ngồi với nhà anh đẹp trai như thế này đây. Cú lục xin chào. 안녕하세요. 잘 듣는 친구들 안녕하십니까. À, đây là nhà ăn ở Hàn Quốc. Và bây giờ mình đang ở phòng sinh hoạt chung. Ở đây thì có đang học và có một cái tivi ở đây. Ở phòng này thì gọi là phòng sinh hoạt chung thì cũng có một số bạn ở đây để học bài, nhưng mà ở đây rất là ồn ào, đa số mọi người tới đây để ngồi nói chuyện, cho nên mình đang đổi xuống phòng đọc sách. Ồ, chắc là phòng đọc sách để yên tĩnh hơn. Hiện tại thời tiết ở Hàn Quốc đang là 10 độ. Ồ, mình thấy thời tiết này rất là ấm rồi. Thực sự rất là ấm. Đây là trên đường đến cái phòng đọc sách. Ở đây thì chẳng có ai hết. Chết rồi, không có tay để mở cửa. Cuối cùng mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì đầu tiên là phòng giặt đồ, mình để camera trước nha. Đây là phòng máy sấy. Tiền cái phòng máy giặt là 1.000 won. Ở đây còn ở máy sấy này các bạn sẽ tốn thêm 500 won nữa. Còn đây là phòng bây giờ chẳng có ai hết, chỉ có mình mấy nhỏ kia thôi. Cùng để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn có thắc mắc gì vui lòng comment ở phía dưới nha. Chúc các bạn ngủ ngon.